Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ đi nốt được lớp của con cây này trước khi nó cạn. Chỉ sâu ra con cạn như này thôi. Tại vì tí nữa phải cắt dây các thứ nữa nhỉ. Theo nữa sẽ đo và cắt lại dây. Đi nốt nước đi. Nước thì chúng ta đi một đường cơ bản, đó chính là từ con bơm này qua con phần manifold. Manifold chi hết ra cạc, từ manifold out lại ra cái rát nhỉ. Rát, vâng. Đó là lại rát lại về con CPU. CPU qua CPU lại quay ra đây. Thế nó dễ. Cái này là ống mềm thì chắc là cũng nhanh thôi. Ống này nó là làm bằng cái cao su đúng không nhỉ? Cao su công nghiệp đấy. Cao su công nghiệp nên là anh em có thể yên tâm cái vấn đề mà nó bị chẳng may nó hỏng hết các thứ làm sao và cái vặn fit đâu nhỉ? Đây à. Thế mà manifold thì anh em nhìn bắt đầu giờ nhìn dây dợ sẽ khá là sợ. Nhìn. Nhưng mà thực ra đây là sự bừa gì nhỉ? Sự gọn gàng nằm trong sự bừa bộn. Bừa bộn có tổ chức. Bừa bộn có tổ chức. Bồi lắp thì nó không phải cưa cắt như mấy hôm trước. Mấy hôm trước thì cưa cắt thì rất là lâu. Bộ này chủ yếu thời gian lâu rồi, thời gian sắp có thể không có các thứ bên trong thôi. Còn ống nước thứ thì nhanh lắm. Tí nữa chúng mình sẽ giao bộ máy tận nhà của khách luôn. Khá là xa. Tại vì ống mềm ý, nó có cái đoạn, cái bắn kính cua nhất định. Nên là mình sẽ không thể nào mà mình làm nó vuông được như ống cứng. Tại vì nếu mà ép quá thì nó sẽ bị chặn cái ống lại. Gập ống lại, nước không chảy được thì sao? Nên nó sẽ hơi, nhìn nó hơi mất thẩm mỹ hơn ống cứng một tí. Đây, các bạn có thể thấy nhé. Đây là một cái ống cao su mà chuyên dụng của EK. Các bạn thấy là bình thường tính là cao su quá dày. Và cao su này đặc biệt một cái là nó sẽ... Nếu mà các bạn dùng cái ống bình thường là ống nhựa trong suốt bình thường ấy, nó sẽ bị thẩm thấu. Còn ống này là ống cao su nên nó sẽ ngăn chặn 100 cái việc thẩm thấu cái nước ra ngoài. Nên là các bạn nếu mà máy workstation thì chúng ta phải dùng cái này, nó mới đảm bảo cái độ an toàn của hệ thống được. Nếu mà tại vì cái môi trường hoạt động ấy nó rất là khắc nghiệt, nó hơn cả mấy con máy thông thường. Nên là phải chống thẩm thấu 100%. Rồi. Và chúng ta đang đi gần những cái đường ống cuối cùng rồi. Hai đường nữa thôi xong. Rất là nhanh gọn, lắp ống mềm nhanh. Hai ống này nhìn nó sẽ gần như song song với nhau. Tại vì đi này thì nhìn được nhưng mà nhìn nó sẽ hơi bị kiểu cắt chéo nhau ấy, thì nó sẽ hơi bị kiểu tèo. Và trước khi đi thì mình cũng sẽ là gắn nút 90 vào đây. Thì con này sẽ đi thẳng về đây. Ban cạc là cơ bản là đã xong phần nước cho ban cạc rồi. Ừ. Bây giờ chúng ta dựng lên đi dây nhỉ. Tôi đã test thôi. Dây các bạn nhớ là chúng ta vẫn phải sử dụng cái bó buộc dây ở đây tại vì nó rất là ngằng. Rất là to và không thể nhét ra đằng sau được. Dựng lên nhỉ. Dựng lên rồi. Bây giờ thì mình sẽ đi tất cả các dây dần dần. Bây giờ mình sẽ là bó từng 3 đoạn một nhá. Thì đây là 3 con dây của con cạc cuối cùng đi. Thành cứng cụm dây này sau này mình điều tiết để có thể sửa các thứ nó dễ hơn. Đây là 3 cái dây của con cạc cuối cùng. Đây mình sẽ bó 3 cái này vào nhau để dễ nhận biết là 3 cái nào ở đâu, sau đó bó 3 cụm vào luôn. Đây là của cạc số 3. Cạc số 2 chúng ta sẽ dùng 3 dây này. Thế mình sẽ bó dây vào đây như này. Là của con cạc số 2. Sau đó chia đúng thành 3 cụm ra. Thì sẽ dễ. Để bó hết dây lại với nhau nữa. Quá nhiều dây. Kinh khủng dây rồi. Đây. Rồi, mình sẽ bó cả 3 cụm này lại với nhau. Để đây nó sẽ nâng cạc lên một tí. Sẽ bó lại vào dưới này. Rồi. Về mặt cơ bản thì 3 cụm dây đã xong. Nhìn từng cái bánh giò không các bạn? Ý hệt một cái bánh giò luôn. Một cái bánh giò siêu to khổng lồ. Đây là một sự hỗn loạn. Gọn gà nằm trong sự hỗn loạn. Rồi, bây giờ chúng ta test thôi nhỉ? À, con test giò em ơi, test giò trước. Test giò
Anh sợ chẳng may là quên đóng luôn. Đấy, thì bây giờ chúng mình sẽ đến test giò như mọi lần, chúng ta test bằng cơm. Bơm thôi. Đây, hôm nay vẫn test bằng cơm thôi. Lại bơm. Có phải tín lắm không ạ? Con rát của con xe này có vẻ là không phù hợp với cái máy bơm này. Liệu có kiểu ok không? Xả nhé. Từ từ. Nhưng mà sao nó lại kêu thế này? Rát của cọc xe này chắc là cái mối hàn này này. Nghĩ mối hàn này nó bị ống nó nở ra gì đấy. Tương đây có vẻ từ cái mối hàn này nó rất là căng ở trong này. Chứ còn trong này nó chả có thể gì. Chứ để 15 phút nhá. Đây là 0.5 nhá. Chúng mình sẽ khóa lại và đợi một lúc nữa, tầm 20 phút nữa. 20 phút nữa chúng mình quay đi lên để tháo ra và châm nước. 20 minutes later. Rồi sau khi đợi một lúc thì chúng ta đã ổn định cái mức áp suất này. Tháo nhỉ? Tháo thôi. Và rát có xe này không phù hợp để đổ tét nước của FK. Nghe nó cứ tạch 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 tạch. Rồi. Nhìn nó ăn tàn là bằng nhỉ. Chấm nước rồi nhỉ? Chấm nước rồi. Cắm nhé. Ừ, cắm rồi, em bật nhé. Bật máy thôi. Wow, hôm nay tiếng quạt đã đấy. Chém thì sẫm tay rồi. Ấn nhầm cái đứt tay. Gió lắp thêm khá đồ cho nên sẽ phải bổ sung thêm một chai nước nữa. Rồi, đây là một chai nữa. Một chai nữa, tại vì nước đã vào rát đâu. Ừ. Chưa về rát mà. Những bộ như này chúng ta một cái vẻ đẹp nó rất là kỳ lạ. Nó gọi là gì? Mặt, vẻ đẹp mặn mòi à? Làn da châu Phi. Rồi, nước đã về đến CPU rồi nhé. Thì sờ đến đây em thấy vẫn thấy gió mát này. Gió thổi nó rất là nhiều. Em thử thấy mắt lạnh nha. Đang có rất nhiều bọt khí nổi lên. Tại vì nước ở block này chảy khá là mạnh nhỉ. Chứ giờ áp lực áp suất ở đây không mất nhiều. Nước vẫn đang chảy nhưng mà để hay nhất thì anh nghĩ chắc là phải để thì có thể nằm ra một tẹo nhỉ. Cho nước nó đi hết ra, có bọt khí đi hết ra đã. Thế thì bọt khí khá là nhiều. Có tốt rồi. Đây các bạn thấy nhá. Là mặc dù mình đã chạy nãy giờ rất là nhiều nhưng mà bọt khí ở đây vẫn đang nổi lên liên tục. Bọt khí đang ở trong cái phần chạc này vẫn đang được đi ra ngoài liên tục. Tất cả chúng ta có khá là nhiều bọt. Nên nằm máy ra nhỉ. Để như em. Đây là xong rồi đâu. Giữ máy nhá. Giữ chưa? Em giữ rồi. Rồi để nằm máy ra một tí để cho nó. Anh giữ rồi, giữ rồi, thả ra. Anh đỡ nhá. Các anh nghĩ chạy một thời gian khá là lâu thì nước nó mới... Hình như là trong này là nước nó đã đẩy ra hết những cái chỗ điểm chết là phần không còn ở trong này. Chạy được vàng đấy. Vẫn bọt khí vẫn đang về rất là nhiều. Nóng không? Không, em thấy mát lắm. Cái nhà này có thể cho vào chạy stress này rồi. Rồi, thì mình sẽ lấy cái màn hình ra chạy stress test thử con này. Rồi nhá. Hiện giờ thì chúng mình đã cắm con máy vào trong và tạm thời thì chúng ta có một mức nhiệt độ khá là chất tới việc CPU đang là 29 độ C. 28 độ C nhá, CPU này. Chúng ta đang có là con cạc màn hình đầu tiên là con đâu nhỉ? Đây. Con này là GeForce 3090 đầu tiên là nhiệt độ đang là 26.6 độ C là con đầu tiên. Con số 2 là 26.8 độ C. Con số 3 là 25.8 độ C. Còn quá mát luôn. 3090 anh em nhá, chứ không phải là con 1050 thì người ta có 3090 đấy. Một con bạn đã càng có ăn vắt cả nồi điện. Đây, mình sẽ thử nghiệm với cả full max đầu tiên. Vẫn là 3 lần chạy nhỉ. Ngồi 3 lần chạy cho 3 con. Đây. Mức full này. Check test này. Đầu tiên là con cạc số 1. Sẽ ở mức khoảng tầm 44 độ C ở con cạc số 1 nhá. Con cạc số 1 đang là 46 độ C. Rồi mình sẽ cắm cho con cạc số 2. Rồi. Sẽ chạy full max con cạc số 2. Rồi. Và tiếp tục đến con cạc số 3. Hơi tốn cơm một tí nha.
Đây các bạn thấy đây là mức tổng nhiệt của cả ba con cạp. Thì chúng ta đã có mức là 42 độ C. À 46 độ C là con mát nhất. Sau đó là khoảng tầm 3 con khoảng 45 46 độ C nhỉ. Con nóng nhất là 47 độ C. Rồi. Nóng nhất là con trên cùng. 47 độ, 44 độ, 43 độ, mình nghĩ cái này cũng chẳng thấy coi là nóng rồi. 4 mấy độ là quá mát đấy. Chúng ta không thể coi cái này là nóng được. Nhiệt độ quá lý tưởng luôn. Đây. Giờ vừa đang ăn tầm 80% TDP. Đây chúng ta mình sẽ xem nhiệt độ nhé. Với cả màn hình này thì nó sẽ đang có nhiệt độ ở khu vực nóng nhất đang là 62 độ C. Và VRM đang là cái VRAM đang là 58 độ C. Ở khu vực VRAM con số 2, VRAM khá là mát hơn là 46 độ C. 70 độ C thì như con thế thì con Asus là con mát nhất à? Còn có thể em nghĩ là có thể con Asus là con mát nhất tại vì con đấy nó được gắn rất là nhiều. Gắn rất là nhiều. Còn hai con mới đi đang nóng hơn một chút, hai con mới đi đang là khoảng tầm 60 độ C và 70 độ C. Trong khu vực VRM VRAM như vậy vẫn rất là mát so với mức khoảng tầm 80 độ trên các bản red của VRAM. Còn phần cạc chúng ta không nói chuyện nữa. 45 độ C một con rồi. Đối với tản khí thì em thấy rất là nhiều người phản hồi là những cái dòng 3090 này đều bị hiện tượng là VRAM lên tới 100 độ cơ. Hơn 100 độ. Nên là khi mà lắp nước này thì cái nhiệt độ nó đã tối ưu rất là nhiều đấy. À, một con mát nhất hiện tại là con Asus Strix, là cái con mà tản khí gần như là tốt nhất bây giờ rồi. Nó là khoảng tầm 62 độ C khi mà full load. Trong khi đó chúng ta chạy custom chúng ta mới chỉ có khoảng tầm đây 51 độ C này. Là con trên cùng, là con của Mới Y. Con Strix đang là 47 độ C ở dưới cùng, rất là mát. Chứ mà chạy càng lâu thì càng om nhiệt nó sẽ càng nóng thôi. Nhưng mà như thế thì nó vẫn rất là mát. Và quan trọng là nó hỏng cái gì. Và quan trọng ý là khi các bạn lắp tản khí vào đây thì các bạn không thể nào lắp được đến con cạc số 3 này nữa. Đúng rồi, tại vì nó quá dày. Cái kích thước của nó quá là dày luôn, cho nên là không lắp vừa. Một con cạc bây giờ là 3 slot, tức là các bạn có thể lắp được 2 con cạc thôi. Còn muốn lắp cạc số 3 chúng ta phải chơi nước. Và cái chơi nước này, đây đó, mình sẽ thử nghiệm nhá. Đó chính là mình sẽ tháo nước của một con ra. Con trên cùng. Em nghĩ là có thể tạm dừng nó được không? Vì có sợ là nhiệt nó tăng lên nhanh không? Không sao đâu, chúng ta chơi hết đi em. Tháo rất là nhanh trên cùng thôi. Rồi, mình tháo một con trên cùng. À đây con số 1, úi dồi ôi, thấy chưa? Nhiệt lên rất là cao, 7 mấy độ rồi này. Đấy, mình cắm nước vào, nước đi vào nhá. Tụt luôn, ngay lập tức, anh em thấy không? Đây là chỗ mình tháo này. Ờ như vậy là con mới đi là con mát nhất em ạ. À thế con trên cùng em nghĩ do con này có thể là do nó tách rời được với hai con dưới. Với cả là nó được bao nhiêu quạt vào đây là gió rất là mạnh. Trong khi nó ở dưới chúng ta bị chắn bởi con bơm mà chúng ta để thử con Strix nhá. Strix là con nào? Strix là con trên cùng. Strix là con nóng nhất à? Đấy lại xuống. Em nghĩ là thế thì khả năng là do cái hướng quạt này này. Con này nó quá sát nhau. Nên là gần như là không có quạt thổi qua AQS đằng sau. Đấy anh em thấy là mình... cái mức chênh lệch này thì nó gần như là không đáng bao nhiêu cả, chênh lệch chỉ có vài độ thôi. Chỉ có vài độ thôi và thực sự là đây là một cái giải pháp là NAS là cực kỳ đỉnh cho anh em nào mà làm workstation và quan trọng nhất ấy, nó là mát là đầu tiên này. Thứ hai đầu tiên là khả năng tháo lắp nhanh. Tại vì mình nói là các cái bộ hiện tại mà các bạn nối ba cạc vào với nhau, thứ nhất là các bạn không thể nối được ba con cạc kiểu này. Tại vì cái phần terminal nó lệch. Thứ hai đó chính là các bạn nối vào nhau nhá. Chẳng may bảo là chẳng may con này nó hỏng chẳng hạn. Các bạn làm gì? Tháo cả ba con. Mà còn làm ổ cứng nữa, thì tháo cả ba con. Còn bây giờ ví dụ con này hỏng rồi, ok. Tháo cạc. Xong. Các bạn nhớ, nước nó rất ít đây và nó cũng được bao bọc viền xung quanh nó bao bọc rồi. Ôi giời ơi, nhiệt lên cao quá anh ơi, đây giảm xuống đi. Đấy. Các bạn nước này. Nước nó là cái tương lai mà nó hiệu quả, cực kỳ hiệu quả. Và bây giờ thì chúng mình sẽ làm một vài những công việc cuối cùng một finish của con này, đó chính là lắp lại kính này. Và tức là chúng ta cần lại chống lại cả cho nó đỡ sệ nhá. Các bạn thấy nhá. Con này là con đầu tiên này. À con này hôm nay lắp rất là thẳng. Tại vì khe dưới chúng ta chưa làm gì cả. Còn đây là hai con ở phía trên là hai con lắp mấy tuần trước. Bọc thép khe PCI Express á. Không, nó vẫn sệ như thường thôi. Nên là chúng ta sẽ phải chống cạc và tí nữa chúng ta sẽ cưa về cái ống cứng để chống cạc và sau đó buổi chiều chúng ta sẽ đến giao máy cho nhà anh khách ở trong khu vực Hà Tây, Hoài Đức Hà Tây. Và các bạn hãy đợi một chút, chúng mình finish xong con máy này thì chúng mình sẽ đi giao máy và chúng ta sẽ cùng gặp chủ máy xem mà anh ấy làm gì và anh ấy nghĩ nào về cái giải pháp này nhé. Còn bây giờ thì mình đi nốt thôi.
Hiện tại thì chúng mình đang chuẩn bị mang cây nhà khách và đã bê cây xuống rồi. Con vọt khoảng tầm 50-60 cân gì đấy. Chúng mình đã book một chuyến Grab 7 chỗ để đi đến nhà khách. Và đây là một chuyến đi khá dài, nó khoảng tầm là 15-16 cây số. Đây, xe đây thì chắc là chúng mình sẽ để con cây ở đằng sau. Anh em mở cốp sau giúp em nhé. Hiện giờ đang là 15:22 thì chúng mình chắc là đi nó khoảng tầm là 30 phút sẽ đến nơi. 30 phút đến nơi. Địa chỉ anh ấy sẽ ở Hà Đông và đâu thì còn lâu mình mới nói. Đi đến nơi chúng ta sẽ biết. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở địa chỉ nhà anh ấy. À, chào các bạn, hiện tại thì do vấn đề về dịch Covid nên là chúng mình không thể nào mang được bộ máy này lên nhà anh, nên chúng mình ở đây với anh Hải là chủ nhân của bộ máy hơn 300 triệu này. Hơn 300 triệu. Thì chúng mình có vài câu hỏi, vẫn có vui vui một tí thì em không biết là bộ máy này ở nhà thì anh dùng hay là chị dùng ạ? Hiện tại thì bộ máy này là của em sai anh. Thì thỉnh thoảng thì anh đá ké ra chơi game trước. Nếu mà là anh chơi game bộ này thì anh dùng chơi được cái chơi game gì anh? Để ba cả. Không, anh chưa có là máy của em trai ấy. Vâng. Thì anh chỉ đá qua chút thôi thì anh chơi cả CS này, CS:GO rồi FIFA rồi các game. Mấy game đấy chắc là nhẹ quá với cái bộ máy này. Thì anh hỏi là tại sao mà anh chị lại lựa chọn Hà Nội Computer để xây dựng bộ máy này ạ? Thì anh cũng tìm hiểu trên các trang web ấy. Vâng. Thì cũng tìm hiểu kỹ thì anh cũng mua ở Hà Nội Computer cũng nhiều. Vâng. Thì anh cũng lên web rồi anh vô tình có chỗ nhân viên liên hệ là cũng thấy số Tuấn Anh thì anh cũng liên hệ với Tuấn Anh thì đấy đến giờ. Thế hỏi chị là chị có biết giá trị bộ máy này là bao nhiêu không ạ? Chị không biết tại vì là chị em trong nhà ấy. Vâng. Thì nó mua về kiểu máy móc thì cũng hay nhờ anh ấy vì anh dành có thời gian tìm hiểu hơn. Vâng. Vâng. Em thì đó hiện bận. Vâng. Thì chị hỏi là anh chị có điều gì muốn chia sẻ với vài trăm nghìn khách khán giả đang ngồi để xem kênh Hà Nội Computer không ạ? Không, là anh cũng mua Hà Nội Computer cũng nhiều rồi. Vâng. Anh yên tâm để chất lượng một sản phẩm của bên mình. Vâng. Vâng. Thì cuối video thì em xin cảm ơn anh đã lựa chọn bộ máy Hà Nội Computer và xin hẹn gặp lại anh ở trong bộ máy về sau. Chúc anh chị luôn luôn là mạnh khỏe và thành công trong công việc. Covid thì phản ứng tiếp xúc. Thì bộ máy này hơi nặng thì nhưng mà bây giờ không thể lên được. Rồi, okay. Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, cảm ơn anh chị ạ. Cảm ơn anh chị.